Wow, ta chép chỉ cần mẹ quất. Gung gính gung gính không gung gung đưa vô mà kéo lên không nghe giật thưa mà không nghe đâm bực bực là rồi điều này cao thủ che dù nữa rồi cao thủ đi che dù ngủ nữa cao thủ rồi cao thủ cái này đi che dù không à. Rồi con cá đi lạc trời. Ừ. Cá gì đâm dữ dữ không? Ủa, ui, không gô. Chép nha. Chép hay gì á? Coi chừng nha bạn. Cá đẹp quá bạn Mỹ ơi. Chép là chép giòn hay gì ơi. Còn cái mình khác ha. Nó qua sống rồi bạn Mỹ ơi. Mấy cây dẫn nữa đó. Giờ này có lý nè. Quá sống về gió qua wow, ta chép vậy gặp đẹp quá ha không. Rồi dứt đi đây đập lên quá rồi dỡ lên quá rồi ôi quá dữ rồi rồi ơi mạnh rồi. Đẹp không có chép chỉ gặp nè ồ ta đẹp quá không nở bắt vô quá đẹp ha quá đẹp. rồi bỏ vô luôn nha cá bên đây nè nó quay gì nó mới đẹp rồi bỏ vô bỏ vô để hồi nhảy xong khóc à qua wow, ta chép vậy gặp đẹp quá ha không. Rồi dứt đi đây đập lên quá rồi dỡ lên rồi ôi quá dữ rồi rồi mạnh rồi. Đẹp không có chép chỉ gặp nè ồ con cá đẹp quá không nở bắt vô cái này đổi bối cảnh là đây tôi quay ông là nguyên cái vỏ đẹp dở lắm sông nước này mới là review là cảnh bức tranh thiên nhiên ngoài sông nè rất là đẹp có mấy ông lọ mọ đi bắt cá nghe đâm gì không à nghe đâm binh rồi giống như cá hồi nãy vậy
Có đó, có một ít, hai con. Nữa không, nữa không, nữa không. Còn nữa không, hay hai chú à. Hai chú. Không có cái cá mà dinh vô cái nhỏ nhỏ không? Có đây con cá bự. Thôi mọc không quậy cá đi hết hả? Cái đầu mới dính một cá rồng đó mà. Chép chép dễ rồng nghe. Thôi mọc không quậy cá đi hết hả? Cái đầu mới dính một cá rồng đó mà. Chép chép dễ rồng nghe. Kêu bằng chọt tại chỗ. Chọt dở là đăng tại chỗ đó bạn ơi. Còn con cá dảnh mộc chết luôn rồi bạn già ơi. Không trúng hả? Sao thắt hay trúng? Thiệt qua trúng một đồng hả? Chiều tôi chiều tôi với vòng vòng chờ ngút xuống tôi kiếm một xanh luôn. Bốn ông vô cái clip một luôn. Bốn ông vô cái clip luôn. Giới thiệu giới thiệu bốn ông luôn. Đàn. Trốn luôn hả? Cá thằng lên quá chắc suốt giờ này vô quá. Cá đi hỏng lên dược dược. Thu phi. Chưa. Hãy ra sớm được rồi ra hết trái. Tại là kẹt mấy thằng lính quá. Nó bu nó kêu đi vô đại ca vô lãnh đạo làm tiếp để đàn em đi bển bơ dơ quá. Có con một cái này cá yếu quá. Mấy ông bắt kia chắc hết cá với sòng rồi. Dễ. Dễ à. Còn một cái răng nó ra mà chưa nhiều nè. Yeah. Nó có cái răng ra đó cái này ít quá.
đang trôi tới đây nè. Cái này xúc không thấy ham cái hõm ha, nó có ngoài dinh đó, chắc con một nữa quá. Ui con một không chán quá. Nó tạt tạt kìa. Đây phục dân ca. Quê. Đổ màu rồi gì đó, có cá chiêu hồng lên đó. Bốn giờ nó mới xuống luôn, dân này vô cổng ngủ dắt cho đã ha ra. Nút em tôi. Chứ qua ra sớm có làm mẹ vậy đó. Đi hết vòng luôn. Hai bữa nay đủ mấy thằng tụi này. Đi hết vòng luôn, không có cái gì chơi. Coi coi có gì không? Đù 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 đù. Đù đù. Đù cao thủ ra, cao thủ ra. Vớt hai con mày dinh này cái uống dính này. Ô quá đã. Ê giờ dướng 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 gắt gắt. Nãy giờ thôi. Chúng này hồi chia lại ăn giờ giúp.